bà Anna nói tiên tri. Luca chương 2, từ câu 36 đến câu 38. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hải Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Đức Giêsu tiếp tục sống ẩn dật tại Nazareth. Luca chương 2, từ câu 39 đến câu 40. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilê. Còn Hải Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Khi viết sách Tin Mừng, Thánh Luca thích nêu bật vai trò của phụ nữ. Vì trong xã hội Israel thời xưa, việc lãnh đạo chủ yếu do đàn ông. Luca hay đặt sóng đôi những câu chuyện về các nhân vật nam và nữ. Sau trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho ông Zacharia, thì đến trình thuật sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Sau sự xuất hiện của ông già Simeon nói tiên tri về Hài Nhi, thì bà Anna cũng được giới thiệu minh nhiên như một nữ ngôn sứ. Làm ngôn sứ đâu phải là đặc quyền dành cho phái nam. Khuôn mặt của Simeon và Anna có những nét giống nhau. Cả hai đều là những người tuổi cao và đạo hạnh. Đời sống của họ gắn bó với đền thờ. Riêng cuộc đời của cụ bà Anna thì thật đáng phục. Cụ xuất giá được 7 năm thì ở quá. Nay cụ đã 84. Giả như cụ lấy chồng vào năm 15 tuổi, thì hẳn cụ đã sống trong cảnh quá bùa hơn 60 năm. Một thời gian dài không có chỗ dựa vững chắc của người chồng, nhưng cụ Anna lại tìm thấy một chỗ dựa khác, vững hơn. Đó là Thiên Chúa mà cụ đêm ngày thờ phượng. Đó là đền thờ mà cụ coi như nhà của mình. Đời sống của một quá phụ trẻ lúc mới ngoài 20 thật không dễ. Ăn chay cầu nguyện là cách để cụ làm chủ bản thân và thắng cám dỗ. Simeon và Anna đều là những người cao tuổi đã và đang chờ. Họ sống để chờ những lời Chúa hứa được thành tựu. Sống là để chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Anna có biết hôm nay nỗi đợi chờ của cụ được đáp ứng không? Với trực giác của một ngôn sứ, cụ nhận ra ngay vị cứu tinh bé nhỏ đang được bồng ẵm trên tay của đôi vợ chồng nghèo. Như xuất thần,
cụ nói về hài nhi cho những người chung quanh. Không phải chờ nữa, vì ơn cứu chuộc mong mỏi từ lâu nay đã đến. Thiên Chúa đã giữ trọn lời hứa của Ngài. Chúng ta đang mừng lễ Giáng sinh, mừng con Thiên Chúa làm người. Chúng ta có ít thời gian để suy niệm về thời gian của Ngài ở Nazareth. Hơn 30 năm để hài nhi từ từ lớn lên, trở nên người trưởng thành. Làm người là chấp nhận lớn lên mỗi ngày một chút về mọi mặt. Thân xác của cậu Giê-xu trở nên mạnh mẽ, trí tuệ cậu đầy khôn ngoan. Và về mặt tâm linh, ân lộc của Thiên Chúa ở trên cậu. Hài nhi Giê-xu đã lớn lên một cách quân bình, để thành thầy Giê-xu đi rao giảng vào lúc ngoài 30. Con Thiên Chúa cũng phải chăm chỉ học làm người, qua tha nhân và kinh nghiệm, qua lao động và thách đố trong cuộc sống. Ngài chia sẻ phận người long đong của chúng ta, nên Ngài hiểu gánh nặng của phận người. Xin được học nơi Nazareth sự chia sẻ và phục vụ, về tha thứ và yêu thương. Xin được trở nên người có khả năng dám sống và chết cho người khác. Lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi, dù có phải lo âu và thống khổ. Xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình, nhưng biết nghĩ đến những người quanh con, những người cũng như con đang cần một người bạn. Nếu như con nên yếu đuối, thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. Nếu bàn tay con run rẩy, thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi. Khi lâm tử, xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh. Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác, như một lời xin vâng cuối cùng. Và con về nhà Chúa để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen. Thank you.
Ngày 30 tháng 12, Thánh Anicia, năm 304. Thánh Anicia sống ở Thessalonica vào cuối thế kỷ thứ 2. Thessalonica là một thành phố cổ mà chính Thánh Phaolô là người đầu tiên đem tin mừng Chúa Giêsu đến đây. Anicia là một tín hữu Kitô, và sau khi cha mẹ ngài từ trần, ngài đã dùng tài sản để giúp đỡ người nghèo. Vào thời ấy, có sự bách hại người Kitô giáo ở Thessalonica. Nhà cầm quyền nhất định ngăn chặn mọi tín hữu không cho tụ tập cử hành thánh lễ. Một ngày kia, Anicia tìm cách đến nơi tụ họp. Khi đi qua cửa thành Cassandra, ngài bị người lính canh để ý. Hắn bước ra chặn đường, hỏi ngài đi đâu. Vì sợ hãi, Anicia bước lùi lại và làm dấu trên trán. Lúc ấy, tên lính túm lấy ngài và lay mạnh. Hắn la lớn: "Mày là ai? Đi đâu vậy?" Anicia hít một hơi dài và trả lời: "Tôi là tôi tớ của Đức Giêsu Kitô. Tôi đến nơi hội họp của Chúa." Tên lính mỉa mai: "Vậy hả? Vậy tao sẽ bắt mày để tế thần. Hôm nay chúng tao thờ thần mặt trời." Cùng lúc ấy, hắn xé áo của Anicia. Ngài càng chống cự bao nhiêu, tên lính càng điên cuồng bấy nhiêu. Sau cùng, trong cơn tức giận, hắn rút gươm đâm thâu qua người Anicia. Thánh nữ gục chết trên vũng máu. Khi cuộc bách hại chấm dứt, các tín hữu thành Thessalonica đã xây một nhà thờ ngay trên chỗ ngài tự đạo. Thánh Anicia từ trần khoảng năm 304. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.